Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Cây quyển bá và các bài thuốc hoạt huyết hóa ứ chữa ung thư. Cây quyển bá tên khoa học là Selaginella, là cây thảo sống nhiều năm, cao 5-15 mét, mọc thành búi, cành bên của thân cũng mọc thành búi dài 5-10 cm, mặt ngoài có nhiều lá lợp chồng lên nhau. Lá có nhiều hình dạng khác nhau, lá bên hình ngọn giáo, lá ở nách hình tam giác, thường có râu, mép không đều nhau. Hoa nằm ở đỉnh các cành, có các bao tử hình tam giác, mép rộng, các bao tử ở mặt lưng hẹp hơn. Phân bố ở miền Bắc và miền Trung. Dùng toàn cây làm vị thuốc. Công dụng, quyền bá vị cay, tính bình. Tác dụng thông kinh hoạt huyết, dùng tươi, cầm máu, sao đen, tán ứ giảm đau. Trị ung thư, bế kinh, trưng hà, bị đánh té ngã tổn thương, đau bụng, ho suyễn. Sao đen trị tử cung ra máu, trĩ, tiểu tiện ra máu, đại tiện ra máu, thoát giang, mở ra máu. Liều dùng, 10-15 gram. Bài thuốc, quyền bá 30 gram, bạch hoa xà thiệt thảo 30 gram. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, trị ca phổi. Quyền bá 30 gram, bán chi liên 30 gram, sinh địa 30 gram, phòng phong 30 gram, địa du 15 gram, thục địa 15 gram, trạch lan 15 gram, huyết kiệt 10 gram, ngũ vị 10 gram. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, trị ca phổi. Quyền bá 15 gram, thương nhĩ tử 15 gram, mạch môn 15 gram, nguyên sâm 30 gram, sa sâm 30 gram, thạch hục 15 gram. Hoàng kỳ 20 gram, bạch chuột 20 gram, tử thảo 20 gram, chi mẫu 10 gram, sơn đậu căn 10 gram, sơn dược 20 gram, xương bồ 10 gram. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, trị ca mũi họng. Quyền bá 40 gram, thịt heo nạc 40 gram, nấu ăn mỗi ngày 1 thang, trị ca mũi họng. Quyền bá 30 gram, cương miên căn 30 gram, thạch kiến xuyên 30 gram, bạch hoa xà thiệt thảo 10 gram, bản lan căn 15 gram, NS, ăn cầu 15 gram, dương đề 10 gram, từ trường khanh 10 gram, thổ hoàng bá 10 gram, mộc hương 10 gram, đông cát lỵ 3 gram. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, trị u tế bào lưỡi ác tính. Chào các